Em xin chào các anh, em tiếp tục âm lên cho các bác. Ở đây là một bộ dàn của Onkyo các bác nhé. Bộ này được ghép bộ từ con công suất Onkyo là N7FX và cặp loa DSX7A dòng màng trắng, dòng màng giấy gân cao su, nón tên lửa, chép dom. Phục vụ bác nào mà thích nghe nhạc vàng, cần cái bát nó mềm mại, trung âm nó sáng và tép nó mịn màng thì mình nghe nhạc vàng cho nó hay các bác nhé. Thì các bác có thể lựa chọn cái bộ này nghe nhá, rất là phê luôn. Onkyo FL là 7FX. Dòng này ngoài mình chức năng là kết nối điện thoại, máy tính, mình có thể kết nối cổng quang TV nha, đang bật này. Em hiện tại đang kết nối cổng quang nhé, và mình có thể là phát nhạc từ USB ra. Thế con này nó về thì em cũng nói luôn là cái phần CD này hiện tại em có test thử thì nó đang không lọc đĩa nhé. Nếu bác nào mà cần những con đọc đĩa thì con này sẽ không đọc được nhé, đây nói luôn. Giá em bán là bao chạy công suất để về cắm điện thoại máy tính là cắm qua TV nghe nhạc, với cái giá của nó là 2.350.000 đồng. Anh nào mà mua bộ dàn này thì báo em nhé. Giờ em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của cái bộ dàn này. Em kết nối cổng quang nhé, đây đầu tiên sẽ phát nhạc từ cổng quang này, sau đó thì em sẽ phát nhạc từ cổng điện thoại và USB cho các bác nghe luôn nhé. Nói chung em sẽ bắt test bàn giao đầy đủ cho các bác. Đấy, hay căng loa đầy đủ này, những ngày anh đi khỏi, góc cạnh loa còn ok nhé, mặt loa còn đẹp. Tình yêu lắm bấy nhân gian, để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần, ngủ trên cỏ mây mấy đẹp như cái nhá. Thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả mặt sau đây nhá, mặt sau các anh có thể kết nối điện thoại máy tính qua các đường dây AV này, đường dock in và đường tape in, một đường quang in để kết nối điện thoại máy kết nối cổng quang TV nhá. Ở đằng trước mặt sẽ có một đường này để có thể kết nối điện thoại máy tính qua đường dây 3.5 ra 3.5. Còn đằng sau mình sẽ kết nối điện thoại máy tính qua đường 3.5 ra 2 đường AV nhé. Đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chôn. Bộ này thì là tổng công suất của hai loa là 140W maximum, có thể sử dụng trong các cái phòng diện tích nó khoảng 20m2, 25m2 đổ về nghe rất là hay. Nếu mà nghe nhỏ nhẹ thì có thể nghe ở phòng 30m2 vẫn ok nhé. Mình thương đời nhiều khi trong giấc mộng mơ hồi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, muốn chuyển đường quang, chuyển đường điện thoại thì mình ấn nút ở đây. Có hai cái nút, bấm nút nào cũng được. Đấy. Chuyển sang đường quang nghe nhạc thì ấn nút chuyển sang digital. Chuyển sang cổng AV để nghe nhạc thì sẽ có được đường tape, đường line và đường dock. Mình cắm đường nào mình chuyển đến đường đấy sẽ có tiếng ra nhé. Đấy, con này thì mình thi thoảng nghe cả remix cũng được. Bass của anh cũng có đủ độ sâu và cái tape cũng rất là ok nhé. USB thì mình bấm play USB để chuyển sang USB nhá. Đó. Sau khi nó nốt bài xong nó sẽ play. Đó. Quên mất, các cái này là nguồn nhạc khác nhau thì có thể nó sẽ có cái âm lượng nó khác nhau. Ở nên là các bác khi mà chuyển các đường vào thì nên bật nhỏ tiếng xuống để tránh cái hiện tượng bị giật mình các bác nhé. Nách bài ở đây các anh nhá. Ừ thì em thích một mình nhưng giờ cô đơn.
Bọn này thì nói chung là nghe được khá là nhiều thể loại nhạc khác nhau. Như cái này toàn cóp nhạc remix thì sao vậy? À đây có cả đây buồn tình nẻ này. Nhạc vàng đây. Đàn nguyên này các bác. Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ đô nào. Ngày xưa đó ta hay đón rượu nhau đi trên con đường em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chén nên thơ vào những đêm buồn. Ok nha, thì bộ dàn này thì giá của nó là 2.3 triệu thôi. Bác nào đang có nhu cầu mua bộ dàn thì vui lòng liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 đặt hàng các anh nhé. Nếu các anh mua này thì cái cục này nó là 1.8 triệu và cái đôi loa này của nó là 800. Đấy, nhưng còn mua theo combo nó sẽ là 2.3 triệu nhé. Ok, em xin chào các anh. Thông tin chi tiết hãy liên hệ 0979891682 hoặc là 0966594581. Vâng, xin chào mọi người ạ.